trên bao những thông tin trên nhau đi một hàng. Người đàn bà hơ hàng, xong đến chuyện người thì nơ nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sáng. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xịt căn đan, khóc lóc về chuyện tình dơ dàng, lên báo hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia đập đánh chị này và chị. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cào, hoa hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhào, nhôn nhào, nhôn nhã. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình tivi đêm ngày trống chót vào trong trí, về một thế giới như mơ, như thơ, như Lee Kemper. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây thì không cần gì hết, thì ngồi vào đây không ngồi gì hết, thì điền vào đây không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào sao nào, họ thì thầm về tôi muốn mơ ước đêm gối đầu để nằm bờ môi tôi. Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cào, hoa hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhào, nhôn nhào, nhôn nhào. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi. Còn không có lỗi à. Và màn hình tivi đêm ngày trống chót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ, như thơ, như Lee Kemper. Ôi thật bất ngờ. Không còn xa, không còn xa.